Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá trưa ngày 14 tháng 2 của Game Bóng Đá TV. Hãy cùng Game Bóng Đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hãy cùng chúng tôi điểm qua kết quả các trận rạng sáng nay. Sau trận thắng tưng bừng trước Atletico Madrid, Barcelona bị kéo trở lại mặt đất sau trận hòa ở Derby Catalunya. Đoàn quân của huấn luyện viên Xavi chỉ cần 74 giây để mở tỷ số, nhưng lại để các đối thủ dẫn trước bằng hai bàn thắng ở phút thứ 40 và 64. Phút thứ 90+6, Adama Traoré đã treo bóng vừa tầm cho Luke De Jong đánh đầu gỡ hòa 2-2. Kết quả này giúp Barca giành lại vị trí thứ 4 từ tay của Atletico trên bảng xếp hạng. Ngay phút thứ 6, tận dụng những pha dứt điểm liên tiếp của đồng đội bị bật ra, Jimenez trong tư thế chống trải trong vòng cấm đã dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Chỉ hơn 10 phút sau, Tottenham nhận thêm bàn thua thứ hai. Lần này tiếp tục là một pha lộn xộn trong vòng cấm khác. Các hậu vệ Spurs phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Dan Donsker nhanh chân nhân đôi cách biệt. Chung cuộc Spurs thua 0-2 và đó là thất bại thứ 3 liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Cựu ngôi sao Tottenham cho thấy sự hiệu quả tuyệt vời. Ở trận đấu gần nhất diễn ra giữa Newcastle United và Aston Villa, Trippier khiến đội bóng của huấn luyện viên Steven Gerrard ôm hận. Theo đó, Trippier có cú đá phạt hàng rào chính xác mở tỷ số cho chiếc chòe. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp từ chấm đá phạt thành bàn của Trippier. Ở trận đấu trước đó, Trippier cũng ghi một bàn tương tự, góp công vào thắng lợi 3-1 trước Everton. Sau đây là một số thông tin bóng đá hot trong buổi sáng hôm nay. Cũng theo Rotten, Messi đang gặp nhiều vấn đề. Một trong số đó là tiền đạo này không có những đồng đội như ở Nukem. Theo cựu cầu thủ sinh năm 1978, Paris Saint-Germain phải giải quyết vấn đề liên quan đến Messi. Các cầu thủ của đội bóng này cũng cần thay đổi để làm vừa lòng Empunga. Lionel Messi sẽ chẳng để lại dấu ấn ở Paris Saint-Germain. Sự nghiệp và cuộc sống của cậu đều thuộc về Barcelona. Messi vẫn nhớ thành phố cũ và luôn trở về đó trong những ngày nghỉ. Jerome Roten phát biểu trên Barca. Với Messi, Paris Saint-Germain chỉ là bến đỗ tạm bợ. Ngay cả bản thân cậu ấy cũng không thể ngờ rằng mình lại chơi bóng ở Paris. Messi chắc chắn là cầu thủ hay nhất lịch sử, nhưng giờ đây cậu ấy không thể thi đấu đỉnh cao như khi còn chơi cho Barca. Tôi nghĩ Messi sẽ khó tỏa sáng như cách mà Zlatan Ibrahimovic đã làm. Cậu ấy không thể đứng trong hàng ngũ huyền thoại của câu lạc bộ này. Trước đó, El Confidencial tiết lộ Messi phải vật lộn với cuộc sống ở Paris vì nhiều lý do. Trở ngại đầu tiên của Empunga là bất đồng ngôn ngữ. Ngoài ra, gia đình của Messi cũng chưa thể quen với thời tiết tại thủ đô nước Pháp. Trước đó, họ quen với khí hậu mát mẻ, nhiều mưa ở Barcelona. Ngôi nhà hiện tại của Messi nằm ở khu dành cho giới siêu giàu tại Paris. Căn biệt thự này rộng 300m² nhưng lại không có sân bóng, bể bơi và vườn. Khi Messi còn khoác áo Barca, anh có thói quen dành thời gian rảnh để tắm nắng và vui đùa cùng các con trai ở sân vườn. Siêu sao người Bồ Đào Nha có một pha bỏ lỡ không tưởng và một bàn thắng không được công nhận trong trận đấu này. Ngay ở phút thứ 7, Ronaldo có pha băng cắt để đón đường chọc khe của Sancho. Siêu sao người Bồ Đào Nha đủ kinh nghiệm để nhẹ nhàng vượt qua thủ thành Fraser Foster và đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 đi quá nhẹ và với giải đấu giàu tốc độ như ngoại hạng Anh, không quá lạ khi Perros kịp thời cản phá trước vạch vôi. Ronaldo đã rất nuối tiếc trong tình huống này, nhưng phải thừa nhận siêu sao người Bồ Đào Nha đã có dấu hiệu của tuổi tác. Sau khi vượt qua Foster, Ronaldo đã có tới 2 nhịp để chuẩn bị sút bóng, nhưng cú sút vẫn nhẹ hơn so với bình thường rất nhiều. CR7 còn có thêm một lần tiếc nuối trong trận đấu này khi đã đưa được bóng vào lưới đối phương. Đó là tình huống ở phút thứ 72, siêu sao người Bồ Đào Nha băng xuống đón đường đá phạt của đồng đội và đệm lòng dễ dàng. Tuy nhiên, trọng tài nhanh chóng không công nhận bàn thắng của Ronaldo do lỗi việt vị. Với việc không có được bàn thắng trong trận đấu này, Ronaldo đã có trận thứ 6 liên tiếp không ghi bàn tại câu lạc bộ, trong đó 5 trận thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đó là thành tích tệ nhất từ năm 2009 tới nay của siêu sao người Bồ Đào Nha. Rõ ràng tuổi 37 của CR7 đang khởi đầu rất khó khăn. Trả lời phỏng vấn trước hoạt động truyền thông trước mỗi trận derby xứ Catalan này, vị luật sư người Tây Ban Nha xác nhận Barca sẽ ký hợp đồng tài trợ với Spotify. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp và thỏa thuận sẽ được công bố khi chúng tôi ký hợp đồng với Spotify. Trước tiên, chúng tôi sẽ phải thông qua thỏa thuận trong cuộc họp của đội. Hợp tác với Spotify là lựa chọn tốt nhất bởi nó liên kết chúng tôi với âm nhạc. Hy vọng mọi chuyện sẽ hoàn tất sớm nhất có thể, ông Laporta cho biết. Ông Laporta cũng như các bên liên quan không tiết lộ chi tiết hợp đồng này. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca sẽ ký thỏa thuận tài trợ 3 năm có tổng trị giá 280 triệu euro với Spotify. The Mirror dẫn nguồn El Jogo tiết lộ rằng Primera Liga chính là một trong số những giải đấu được các tuyển trạch viên Manchester United theo dõi thường xuyên. Đây là nơi sản sinh ra nhiều tài năng lớn. Ngoài Bruno, có thể kể đến như Bernardo Silva, Jan Oblak và Ruben Dias. Cụ thể, tờ Metro dẫn nguồn từ Football London khẳng định Arsenal dành sự quan tâm tới Amado Broja.
Cầu thủ này thuộc biên chế Chelsea và đang khoác áo Southampton dưới dạng cho mượn. Trong 15 trận chơi cho Southampton từ đầu mùa, Broja ghi tới 8 bàn thắng. Đó thật sự là một thành tích đáng nể. Dễ hiểu vì sao Arsenal quyết tâm có được chữ ký của Broja sau khi mùa giải năm nay khép lại. Dù vậy, chắc chắn Arsenal sẽ phải chi ra một số tiền không nhỏ nếu muốn thuyết phục Chelsea nhả người. Dù phải đến ngày 12 tháng 3 tới, phương án mà ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam đưa ra dành cho môn bóng đá nam tăng tuổi lên 23, cũng như 3 suất trên tuổi, mới được các quốc gia tham dự thông qua. Tuy nhiên, khả năng rất cao phương án nói trên sẽ được các quốc gia tham dự đồng ý vì sự hợp lý, cũng như tăng tính hấp dẫn hơn cho môn bóng đá nam tại đại hội diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Nếu điều đó xảy ra, cuộc đua tranh giành vé tham dự SEA Games ở U23 Việt Nam vô cùng hấp dẫn ở những suất trên tuổi này. Bởi lẽ ai cũng biết hiện tại tuyển Việt Nam đang có khá nhiều cái tên xuất sắc chưa một lần tham dự hoặc giành huy chương ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, việc chọn gà chiến bổ sung cho U23 Việt Nam không chỉ xét trên yếu tố nói trên mà còn dựa vào việc đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc thiếu gì và yếu ở đâu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng dù như thế, khả năng ngôi sao được chờ đợi nhất tuyển Việt Nam những năm qua là Công Phượng cũng thật khó lọt vào danh sách ứng viên bổ sung cho U23 Việt Nam, đồng thời tham dự SEA Games lần thứ 3 trong sự nghiệp. Bởi xét những yếu tố về phong độ hay chuyên môn, CP10 dường như đang thua sút so với những cái tên có thể bổ sung cho U23 Việt Nam nói trên. Đối với Topendland, Bình Định, khả năng ra sân thường xuyên của Đình Trọng là hoàn toàn sáng sủa. Với sự ra đi của trung vệ Đinh Tiến Thành, cầu thủ sinh năm 1997 được xem là lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nơi hàng phòng ngự. Trọng Ỉn sẽ có cơ hội chứng minh giá trị, tìm lại bản năng trung vệ hàng đầu như biệt danh chuyên gia sang Tây đã làm nên thương hiệu. Bản tin bóng đá trưa ngày 14 tháng 2 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.